con nông dân nha. Nay em lên con máy cắt cỏ ba lô nha mọi người. Makita 2610 nè, 261R nè. Đó. Makita ha, đầu lưng ha. Tình trạng con máy là còn rất là ok luôn. Keo rồi nè. Dính keo hay gì đó mọi người. Đó. Cái cột dây điện gì nè. Không rành ha. Cơ bọng còn ok, mình xăng trắng tươi. Wow nè. Rồi em kiểm tra bít tông này còn trắng sáng luôn nha mọi người. Lóc rồi nè. Ốc ác rồi nè. Trắng tươi luôn. Con này như chưa xài luôn nha. Về là chế quanh rồi luôn nè. Thôi nè mọi người. Rất là nhạy ha, xu bọng là còn rất ok luôn. Tay lái nè, định ga xuống ga nè, tay lái tròn nè, Makita nè, MM261R nè, cánh cỏ nè, đầu bò lăn im nha mọi người. Con này mạnh ha, tiết kiệm xăng mạnh còn nhẹ nha, để con rừng phát nguyên ngày không sợ gung tay gung chân ha. Phát nguyên ngày không mệt nha mọi người. Dao phát cước là đầy đủ ha. Rồi. Test nổ cho mọi người nha. Sáng là mọi người bơm xăng nè. Đó là giật nổ. Rất là nhạy nha. Máy nè. Im ru nha mọi người. Đó. Bịch bô cho nó tắt ha. Tắt đây nha mọi người. Máy lực lắm nha. Rồi, giá là 1.6 bao ship toàn quốc nha, đủ phụ kiện giao cắt bắt cước dây trắng cỏ. Đầy đủ nha mọi người, tiếp mẫu bugi rồi bắt cướp giao cắt ha. Rồi bao ship toàn quốc tới nhà kiểm tra máy ok, thanh toán tiền cho shipper nha. Khách lần đầu tiên mua máy thì cộng lại trước 100.000 ha, khách quen khỏi cập nha mọi người. Đó, số điện thoại 0936769791, có Zalo ha, chi tiết trong phần mô tả nha. Đó, máy em bao rin hết nha mọi người, máy về xài phát cỏ là rất là bền luôn. Đó, rồi em kết thúc video đây nha mọi người, cảm ơn mọi người đã xem hết video ha.